Ấn Độ khai hỏa hàng loạt tên lửa siêu thanh BrahMos. Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa hành trình đất đối đất thế hệ mới nhất BrahMos do liên danh Nga Ấn Độ phát triển. Trong những tuần tới, phiên bản phóng từ máy bay và phóng từ tàu chiến hệ thống tên lửa BrahMos cũng sẽ được thử nghiệm. Theo các cơ quan nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ và tổ chức phát triển DRDO, phạm vi của tên lửa phiên bản mới đã tăng từ 300 km đến hơn 400 km. Phiên bản đất đối đất tên lửa BrahMos được phóng từ quần đảo Adaman và Nicoba lúc 10 giờ sáng ngày 24 tháng 11 theo giờ địa phương. Tên lửa đã đánh trúng mục tiêu thành công ở vịnh Bengal với độ chính xác tuyệt đối. Cuộc thử nghiệm được thực hiện bởi quân đội Ấn Độ, nơi có nhiều trung đoàn sử dụng hệ thống tên lửa do DRDO phát triển, và vị tấn công của tên lửa BrahMos hiện được nâng cao lên hơn 400 km, ANI dẫn nguồn tin cho biết. Trong những tuần tới, Bộ Quốc phòng Ấn Độ có kế hoạch tiến hành các cuộc thử nghiệm các phiên bản phóng từ máy bay và phóng từ tàu chiến của hệ thống tên lửa BrahMos, một phiên bản đều có tầm bắn và khả năng khác nhau. Tên lửa BrahMos được thiết kế và phát triển bởi BrahMos Aerospace, một liên doanh giữa DRDO của Ấn Độ và NPO Machinogenia NPOM của Nga. Tên lửa nặng 3 tấn có thể phóng từ tàu ngầm, tàu mặt nước, máy bay hoặc các bệ phóng trên đất liền. Depost đưa tin. Brahmos có thể bay với tốc độ Mach 3 tương đương 3.675 km h theo TASS. Mẫu nâng cấp bụi siêu thanh của tên lửa này đang được thử nghiệm và có thể đạt tốc độ Mach 6. Các phiên bản phóng từ đất liền và phóng từ tàu chiến đã đi vào hoạt động, với các phiên bản phóng trên không và phóng từ tàu ngầm hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này. Hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.